Từ dãy núi ở miền Trung Trung Quốc, các vị sư thiếu lâm nay đã trở thành một thương hiệu toàn cầu. Môn võ thiếu lâm cổ truyền đã có từ hơn 1.500 năm trước và đã có những huyền thoại võ thuật cung phu như Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt. Ngày nay, các vị sư đi vòng quanh thế giới để trình diễn những kỹ năng tuyệt hảo. Mỗi ngày, họ luyện võ tới 10 tiếng đồng hồ. Có những người mới chỉ 9 tuổi. Trong nhóm này có một cô gái. Cần mất nhiều năm luyện tập, một người mới có thể đạt được mức tinh thông. Để trở thành người tinh thông võ nghệ, phải trải qua hành trình rất khó khăn, cần phải bền chí và trung thực. Nếu không có những phẩm chất đó, thì sẽ không thể giỏi được. Những người theo chủ nghĩa thuần túy thì nói là thiếu lâm đã bị thương mại hóa quá mức. Thế nhưng các vị sư thì nói rằng những buổi trình diễn của họ là nhằm bảo vệ nghệ thuật và truyền thống võ thuật.